Tôi là bác sĩ Phạm Xuân Kim, giám đốc bệnh viện Thẩm mỹ An Kết. Trước thềm năm mới Đinh Dậu 2017, xin kính chúc toàn thể quý khách một năm hạnh phúc, trẻ, khỏe và thành công trong sự nghiệp. Riêng đối với các chị em phụ nữ, luôn được quà trong năm 2017, luôn được sự chăm sóc đặc biệt từ các quý ông và luôn khỏe, hạnh phúc và sống lâu hơn. Chúc mừng năm mới! Tôi là bác sĩ Trần Ngọc Phương Thảo, trưởng khoa răng hàm mặt của bệnh viện Thẩm mỹ MCAS. Nhân dịp xuân mới Đinh Dậu, tôi kính chúc quý khách hàng của bệnh viện MCAS một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường. Xin chào. Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên Nguyễn Vũ, là phó giám đốc bệnh viện MCAS. Nhân dịp xuân về, kính chúc quý khách hàng của bệnh viện MCAS một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Xin chào, mình là bác sĩ Đức Tấn, khoa phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện Thẩm mỹ An Cát. Nhân dịp năm Đinh Dậu sắp đến, mình cũng chúc bạn và mọi người một năm mới vạn sự như ý, dồi dào sức khỏe. Và riêng đặc biệt là chị em phụ nữ sẽ có sức khỏe và trẻ đẹp hơn năm cũ. Happy New Year. Xin chào tất cả khách hàng của bệnh viện MCAS. Tôi là bác sĩ Đoàn Duy Dũng, hiện tại là trưởng khoa tế bào gốc của bệnh viện MCAS. Nhân dịp năm mới xuân về, tôi xin chúc tất cả mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Hy vọng rằng năm mới này bệnh viện chúng tôi sẽ được phục vụ tốt hơn, nhiều hơn và đẹp hơn cho tất cả khách hàng đã tin tưởng, đang tin tưởng và sẽ tin tưởng vào bệnh viện MCAS chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp trong năm mới. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Lê Đức Dũng, trưởng khoa gây mê hồi sức của bệnh viện Thẩm mỹ MCAS. Đây tôi và toàn thể nhân viên của chúng tôi xin chúc mừng các anh chị một năm mới trẻ, khỏe, an khang thịnh vượng và công việc càng ngày càng tăng tới. Happy New Year! Happy New Year! Xin gửi tới tất cả các bạn trong năm mới lời chúc sức khỏe dồi dào, thành công, đặc biệt là có hàm răng chắc khỏe và nụ cười tỏa nắng. Happy New Year!